Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay sẽ là chương trình chắc chắn là cũng là cuối tuần rồi đúng không ạ? Bây giờ chắc là cuối tuần rồi đúng không? Hôm nay sẽ là chương trình Q&A anh em nhé. Rồi thì mình cũng xin lỗi một chút là tuần trước quá nhiều việc cho nên là mình chưa kịp quay tự nhiên là chương trình Q&A. Thì hôm nay là một ngày thứ ba hôm nay thứ ba thì mình sẽ quay chương trình Q&A số thứ 11 anh em nhé. Đây là chương trình nhằm trả lời các câu hỏi hàng mong ước của anh em, để gọi là làm rõ được những hoài nghi của anh em, những gì hiểu lầm của anh em về thế giới công nghệ. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Thì câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hoàng Nguyễn. Bạn đang có hỏi là cho em hỏi, em có vào web build máy nhưng thấy mấy món hết hàng, thì em build bao lâu nữa hàng về? Cái này thì cũng rất là khó để trả lời. Thì chúng mình sẽ hỗ trợ, đó chính là ví dụ như là chẳng hạn như là bạn mua hàng Thái Hà đúng không? Vào web của Thái Hà thì bạn muốn mua hàng mà không có hàng Thái Hà, có thể hỗ trợ bạn chuyển hàng từ các cơ sở khác về. Đấy thì nó sẽ mất khoảng tầm một vài ngày gì đấy, cái đấy không nói gì. Nhưng mà những cái sản phẩm thực sự hết hàng ấy thì rất là khó để đoán trước em nhé. Có khả năng là nhà cung cấp họ có này, có khả năng họ không này, thì chúng mình sẽ phải liên hệ này, rồi có những đồ có, những đồ không, rất là khó để có thể dự đoán được và có thể lường trước được những vấn đề đấy. Thế nên để có trải nghiệm tốt nhất nhá, thì bạn hãy lựa chọn những sản phẩm có tại cửa hàng là một. Thứ hai là bạn chọn những sản phẩm khác cùng tầm giá của nó nhá, hoặc là cùng cái kích cỡ. Ví dụ chẳng hạn là bạn đang muốn mua 3060 Ti Gigabyte đúng không? Nhưng mà hết hàng Gigabyte rồi thì bạn có thể mua dòng túp chẳng hạn, cũng là một dòng tốt tương tự, bởi vì ngang tầm giá nhau thì nó cũng hiệu năng bằng bằng nhau thôi. Thế nên là hãy lựa chọn những sản phẩm như thế nhá. Còn thực sự cái tình trạng không có hàng ấy thì còn tùy rất nhiều vào nhà cung cấp, và nhiều khi từ nhà cung cấp của nhà cung cấp nữa cơ. Thế nên là rất là khó nói anh em nhá. Rồi, thì câu hỏi thứ hai của bạn Quý Ngài Duy An. Trong phòng mình thì có Quý Ngài Duy Anh thôi. Thì bạn Duy An, bạn ấy hỏi là anh ơi cho em hỏi là build 5600X với cả 3070. Cô hình của bạn yên của mình luôn. Nhưng mà bạn ấy dùng RAM 32GB thì có dư quá không anh? Thế thì theo như cái trải nghiệm của mình nhá, nếu mà bạn dùng để edit nhá, After Effects, Premiere, thì 32GB RAM là cũng nhiều khi còn chưa là đủ cơ. Đấy, còn tùy vào cái project của anh em nhau nhá. Nhưng mà 32GB RAM nhiều khi còn chưa là đủ. Nhưng với để chơi game không nhá, thì bản thân mình này, cái kinh nghiệm của mình này, là mình gần như chưa bao giờ dùng quá 12GB RAM em nhá. Dù chơi game, bật Chrome, bật Discord, bật Steam, bật Origin, bật Epic, vân vân. Chỉ khoảng tầm từ 12GB tới nhiều khi, nhiều lắm là 13 thôi. Còn rất ít khi chạm tới 14. Chỉ khi nào mà mình vào cái edit ở đấy thì mình mới là 14, 15 hoặc là 16 thôi. Còn chưa từng bao giờ mình chạm đến cái mức đấy. Thế nên là 32GB mình cảm thấy quá thừa cho việc chơi game. Nếu mà bạn chỉ chơi game đấy thì 32GB cực kỳ là thừa nhá. Thế thì bạn có thể là down xuống khoảng tầm 16 thôi, hoặc là có thể đầu tư cho mình một kit 16 cao cấp hơn một chút. Còn nếu mà đã mua sẵn 32GB rồi ấy, thì cố gắng sử dụng cho hết nhá, chứ đừng dùng như thế thì nó bị phí bạn ạ nhá. Ok nhá. Rồi. Ok, tiếp theo là Hoa Trần. Ok. Thì ở đây là một chú, thì chú bảo là chú có một bộ PC vừa build tháng 5 2022. Cấu hình của chú là i3 12100 này, 16GB RAM, 11 MSI Mota B660M Wi-Fi, sản lượng đấy, card Gigabyte RTX 3060, màn hình Samsung Full HD 75Hz. Ok, màn hình hơi tều một chút chú nhá. Thì cố gắng nên màn xịn xò hơn. Thì chú dùng rất mượt mà, thử game CS:GO FPS từ 300 tới 400. Rất chất. Xuất hình trên bo mạch. Chú lại xuất hình trên bo mạch cơ. Thì IGPU nó hỗ trợ khoảng tầm 10 tới 15%. Chạy tác vụ thường thì GPU hoàn toàn nghỉ, chỉ dùng IGPU. Vậy các cháu cho chú câu trả lời là nên dùng như thế nào là ổn nhất? Chú thấy xuất hình qua cổng trên bo mạch thì chạy game GPU nhiệt độ giảm hơn là 3 tới 4%. Cảm ơn các cháu. Máy thì máy chú chạy cứng mượt, bật XMP RAM 3600. Ok. Thế thì cháu sẽ phép trả lời chú là không quan trọng chú nhá. Cái việc mà chú xuất hình qua IGPU hay là các màn hình nó sẽ ảnh hưởng ở đó chính là ví dụ như là FPS, giảm vài phần trăm FPS thì nó sẽ tùy vào ví dụ như là các màn hình gì này, mainboard gì này, IGPU gì này, CPU gì này, vân vân. Nhưng mà nếu mà chú cảm thấy hài lòng với mức FPS mà mình đang gọi là nhận được ấy, và hài lòng với trải nghiệm sử dụng máy tính ấy, thì không cần phải thay đổi đâu. Đấy. Bản thân cháu thì cháu vẫn khuyên rằng chú nên chuyển xuống đó chính là card màn hình để nhận được 100% hiệu năng của card màn hình nhá. Còn nếu không ấy thì như kiểu là chú đang sử dụng cái laptop mà xuất hình qua IGPU ấy, đấy, laptop đang xuất hiện sang cái onboard ấy và không có Max Switch thì nó cũng tương tự như thế thôi. Và cháu đảm bảo với chú là tất cả những chiếc laptop không có Max Switch bây giờ vẫn sử dụng thoải mái, vẫn bình thường, chỉ là họ đang bỏ lỡ vài phần trăm hiệu năng thôi. Đấy, thế nên là chú cảm hay không quan trọng. Việc mà sử dụng thêm các onboard của IGPU ấy thì nhiều khi lại còn thêm cổng kết nối cơ. Con 3060 thì có 4 cổng, thêm được 2 cổng của 11 là 6 cổng. Đấy, nhiều khi chú cắm được cả tận 6 màn hình. Thế là không vấn đề gì hết nhá. Nếu mà chú cảm thấy hài lòng rồi thì không phải thay đổi gì cả. Còn bản thân cháu thì khuyên rằng chú vẫn nên chuyển xuống card của GPU. Đấy, thì đấy, cái vấn đề về IGPU ấy, nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó cũng như là laptop ấy, mình cũng khá là thấy hay ho. Bởi vì Windows thì họ còn đã có tính năng sẵn để anh em, ví dụ như là khi mà anh em cắm vào card onboard của chiếc CPU chúng ta thì vẫn có thể chơi game xuyên qua card onboard được. Tức là sẽ render bằng card GPU rời và chạy lên card onboard thì tất nhiên rồi sẽ bị delay cao hơn, giảm FPS thấp xuống hơn. Nhưng mà nếu mà anh em không phải là một kiểu game thủ FPS pro player ấy, thì gần như không bao giờ nhận thấy đâu. Và mình cũng đã sử dụng nhá, mình sử dụng cái cách dùng đấy rồi và mình cảm thấy không hề có một sự khác biệt gì quá là lớn cả. Đấy, nhiều khi nhiều lắm thì khi bị để kiểu borderless thì hay bị giảm hiệu năng thôi, còn để full screen thì giảm bớt này các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có câu hỏi thứ tư của bạn Mạnh Cường. Thì bạn bảo là làm xây dựng thì cần sử dụng cái gì? Bên kiến trúc render V-Ray thì dùng chip Quadro hay chip gì? À, đây là card Quadro hay card gì nhá. Thì thực ra thì bản thân mình nhá, mình cảm thấy rằng là cứ nghĩ rằng là dùng Quadro là sai. Đấy, dùng Quadro không có nghĩa là nó hiệu năng sẽ cao hơn hay gì đâu. Vì hiệu năng thuần nhá, thì một chiếc card RTX bình thường ấy, GeForce bình thường ấy, nhiều khi nó còn cao hơn cả card Quadro hơn. Đấy, ví dụ như anh em thử lên cái website đó chính là benchmark.chaos.com ấy. Đấy là cái tổng hợp cái gọi là các điểm V-Ray mà những người sử dụng những bộ máy người ta render, người ta benchmark V-Ray ở đấy. Thì anh em có thể thấy nhá, ở top đầu nhá là 8 chiếc card RTX 3090 ở phiên bản 24GB. Thế mà 16 chiếc card RTX 8000, tức là Quadro 8000 ý, nó còn thua cái cả 8 chiếc card đấy cơ. Thế mà kể cả bây giờ nhá, chiếc card RTX A6000 mới nhất của Nvidia, tức là cái con cao cấp nhất của Quadro bây giờ ấy, là dòng cũng là dòng cấu trúc Ampere ấy, thì cũng chỉ một chiếc card nhá, cũng chỉ khoảng tầm 700 điểm, mà trong 3090 cũng khoảng tầm 700 điểm thôi. Thế nên là anh em phải suy xét xem thế nào, bởi vì chiếc card Quadro nó đắt hơn. Đấy, được cái sẽ được cái driver ổn định hơn này, hỗ trợ nhiều phần mềm hơn này, và sẽ có nhiều VRAM hơn trong cùng kiểu cùng một chip thì sẽ có nhiều VRAM hơn này, sẽ có nhiều option này. Ví dụ như là chiếc RTX A6000 ấy, nó tận là 48GB VRAM cơ, nhiều như thế cơ mà. Nhưng mà ấy, cái VRAM như thế nó không có tác dụng nhiều ở trong cái phần mềm V-Ray, cho nên là anh em hãy lựa chọn cho mình một chiếc card phù hợp với cả cái nhu cầu của anh em hơn, hãy lựa chọn một chiếc card phù hợp với cái túi tiền của anh em hơn. Bởi vì những chiếc card RTX GeForce ấy, nó sẽ rẻ hơn khá so với cả một chiếc card cùng tầm mà là Quadro đấy anh em nhá. Rồi, thế nên là hãy lựa chọn cho mình một chiếc card hợp lý, mà không chỉ card nhá, còn CPU nữa nhá. Tại vì V-Ray không chỉ có V-Ray GPU mà còn có cả V-Ray CPU đấy. Thế nên là lựa chọn cho mình một chiếc CPU hợp lý hơn. Ví dụ như là dòng HEDT của Intel, hoặc là những dòng Threadripper này, hay là Epic nữa của AMD. Trời, con đấy cho nó chất. Đấy, cái mấy con đấy thì L3 cache các kiểu cực kỳ là nhiều luôn, hỗ trợ cực kỳ là nhiều khe PCI luôn. Mấy con đấy mà dùng cho server thì quá là chạy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có câu hỏi thứ 5 của bạn Long đẹp trai, bú đời quá. Ok, anh em cho tôi hỏi là một con CX5500M Corsair 500 Bronze, tức là đồng đấy, có gánh được một con R5 Ryzen 5 5600X với cả RX 6600XT vậy không anh em? À, bây giờ mình trả lời cho bạn một câu nhá, là hoàn toàn có thể chơi được. Bởi vì hai sản phẩm này là hai sản phẩm đến từ AMD, mà AMD bây giờ ấy, tiết kiệm điện đến dư vô cùng luôn. Chiếc 5600X nhá, anh em full load chắc chỉ chạy khoảng tầm 75W thôi. Nếu mà đặc biệt nếu mà anh em bật PBO ấy thì còn giảm điện hơn nữa cơ, nhiều khi chỉ chạy có 65W thôi, rất là đơn giản. Còn chiếc card RX 6600XT ấy, thì chạy chắc là tầm rơi đâu đó khoảng tầm 150 tới chưa đến 200W, tức là 170, 180 gì đấy. Thế với mức điện như thế của hai CPU và cảm hình thì khi mà full load cả CPU lẫn cảm hình nhá, mà kể cả tính thêm cả DRM, RAM, ổ cứng hay là kể cả các sound card đi thì cũng rơi khoảng tầm từ 200 tới 300W thôi. Thế nên là chiếc nguồn CX550 của bạn thoải mái luôn, dùng không vấn đề gì cả. Nhỡ đâu sau này dùng lên 3070 thì mới hơi lo lắng một chút thôi, hoặc là 3080 mới lo lắng một chút thôi. Còn nếu mà vẫn giữ cái con cấu hình như này ấy, khoảng tầm 1-2 năm nữa thì thoải mái, không vấn đề gì cả. Mà chiếc CX550 của Corsair 80 Bronze thì cũng là một cái chiếc nguồn ổn, đúng không? Mình đánh giá mức ổn, hạng C hạng B đấy, cũng hợp lý cho bộ game của bạn. Còn nếu mà nguồn ngon thế thì mình sẽ tư vấn lên đó chính là dòng CB vậy. Dòng CV hoặc là dòng FPS Hydro Pro các thứ của FFP anh em nhá. Đấy, mấy dòng đấy thì ngon nghe vô cùng. Rồi, đó là câu thứ 5 đã được trả lời. Câu thứ 6 hay sao? Bạn ý đang hỏi, đây là bạn hỏi ở video mua Fadin với mức giá 38 triệu ấy, thì hỏi là cây Sigmatech Fadin có hỗ trợ tản EO 240/5 không ạ? Của bạn Nguyễn Minh Quân. Thì mình sẽ phép trả lời là không nhá. Cái cấu trúc của cái vỏ cây này ấy, không cho phép gắn bất kỳ thứ gì khác ở trên nóc ngoại trừ vỏ quạt cả. quạt 25, quạt 30 nhá. Tại vì cái trên đấy nó sẽ cực kỳ là sát với cả mainboard. Nếu mà anh em gắn rad hay gắn bất kỳ thứ gì trên đấy, nó sẽ bị cấn nhá, và sẽ bị chạm vào. Đó chính là đầu tiên nhá. Thứ nhất, tản nhiệt VRM. Thứ hai, khe RAM. Thế nên là không thể gắn được. Đấy, anh có thể nhận biết rất là dễ dàng. Tại vì anh em nhìn thấy cái khe kiểu dây nguồn CPU ấy, nó ngay sát với cả cái mặt nắp trên cùng này, là chắc chắn là không thể gắn được cái gì rồi. Còn nếu mà khe nguồn CPU mà thấp hơn một chút thì điều đấy có nghĩa là cái vỏ cây có thể gắn được một cái tản EO 240 ở trên nóc. Đó. Thực sự thì cái vỏ cây đấy thì mình cũng không đánh giá cao lắm. Đơn giản tại vì thứ nhất nó dưới 1 triệu. Thứ hai, airflow nó không tốt. Bởi vì cái pha đin nó là pha đin 1F. Nó sẽ có đúng một cái khe giữa giữa này. Ví dụ như là cả cái chiếc 4000D đúng không? Nó có cả ba cái pha này. Nhưng mà cái con pha đin 1F đấy chỉ có đúng cái khe giữa này để hút khí thôi. Thì nó cũng hơi gọi là bí khí một chút. Những cái con đấy thì dùng với những bộ máy tầm trung hoặc tầm thấp thôi. Chứ không nên dùng nhiều với những bộ máy tầm cao như là 3070, 3080, 3090 nhá. Rồi mấy cái bộ đấy mà dùng cho mấy cái con cạc đấy thì có mà bùng nổ mất, mấy con cá không đủ khí để hít đi chứ không phải là kiểu nó bị gì hay gì cả. Đấy nhá. Nói chung là dùng bộ đấy thì dùng quạt thôi. Tản 360 240 gắn trước thì cũng được, nhưng mà không khí hít vào thì hơi ít. Rồi, câu hỏi thứ 7 của bạn Thành Nguyễn thì bạn hỏi là CPU AMD A10 7800G dùng ổn không anh? Ôi ôi, con CPU đấy cổ lắm, cổ lỗ sĩ, cổ lô xi lắm luôn rồi ý. Thực sự con CPU đấy quá là cũ luôn rồi. Dùng socket FM3 cộng hay FM3 ấy, mình không nhớ lắm. Nói chung là con CPU đấy nhá, cái hiệu năng của nó cực kỳ là yếu. Yếu hơn cả một con Pentium. Và thực sự nhá, thứ nhất, lý do tại sao không nên mua con này, cực kỳ là không nên mua nhá. Thứ nhất, tại vì là con này đã quá cũ rồi. Đấy, mà trong khi giá của nó vẫn là cao cơ. Mình thấy hình như nó vẫn 1.8 hay 1.7 gì đấy ở trên thị trường cũ rồi phải. Nói chung là cũng khoảng tầm trên triệu. Mà trong khi đó nhá, một con CPU i5, đấy, để lý do ra nhá, một con CPU i5 đời 3000, 4000, hiệu năng cao hơn con này mà giá lại còn rẻ hơn. Thì tại sao mà mình lại phải mua một con CPU đời cổ lỗ sĩ mà lại còn yếu hơn nhỉ, giá lại còn cao nữa. Thế nên là mình khuyên rằng bạn không nên mua con A10 này nhá. Tầm 1.8 triệu bây giờ đã mua được mấy con Pentium đời mới rồi, hoặc là mua mấy con kiểu i7 đời cũ, i5 đời cũ quá là đơn giản, nó cực kỳ là nhẹ nhàng rồi. Thì tại sao lại phải mua, phải giữ một con A10 nhỉ? Nói thật thì nếu mà bạn đang sở hữu nhá, thì dùng thì chắc là vẫn ổn thôi. Thì để kiểu lướt web cũng có kiểu thì cố gắng cho một cái kit RAM 2 thanh 8GB, 16GB RAM gì đấy, dùng cho nó thoải mái. Còn nếu mà bây giờ mà để mua mới thì đừng nhá, khuyên là đừng. Rồi. Câu hỏi cuối cùng của bạn Cánh Đồng Hữu hay là Cánh Đông Hữu hay cái gì đấy, bạn ấy hỏi là đây là bạn ấy hỏi trong video 7700X đây, là thế hệ mới của Ryzen. Ủa, so sánh 7700X với 5800X 3D với cả 12700K mà lại quên 5900X hả shop? Thế bây giờ mình có một câu hỏi cho bạn này. Thì 7700X là Ryzen 7, 5900X là Ryzen 9. Đấy, thì bây giờ mình muốn so sánh một cách kiểu ok, nếu mà bây giờ bạn đang dùng một Ryzen 7, bạn muốn nâng cấp lên Ryzen 7 mới thì nó có khác biệt không? Và bạn đang dùng i7, bạn muốn nâng cấp lên Ryzen 7 mới thì nó có khác biệt không? Thế thì để mình biết xem là nó có khác biệt như nào, thế nên là mình mới so sánh với cả dòng đó chính là 5800X3D này. Bởi vì con đấy là chơi game cực kỳ là tốt rồi nhá, con đấy chơi game tốt nhất của AMD bây giờ ấy. Và anh em mà nhìn cái slideshow của i9 13900K ấy, anh em nhìn thấy cái dòng, có một cái dòng nhỏ nhỏ không, 5800X3D đấy anh em ạ. Đấy, cái con đấy đấy. Thế nên là con đấy ngon, mình so sánh con đấy là đúng anh em ạ. Và cái con 5900 thì cũng ngon thật, 12x24 luồng, nhưng bây giờ nó là hơi cổ một chút rồi, và mình cảm giác mà không nên so sánh vào. Đấy. Và chiếc 7700X thì thực sự mình cảm thấy rằng là nó cũng chưa được tốt cho lắm. Nếu mà bạn Cái Nông Hữu có xem cái video này ấy, thì 7700X cũng chưa được tốt cho lắm. Bây giờ nếu mà mua ấy, để chơi game ấy, nay mình thích 3D nhá. Còn nếu để làm việc ấy, 12100 vẫn ngon hơn rất là nhiều. Ôi, đấy là tổng cộng 8 câu hỏi, mình khối cả miệng rồi. 8 câu hỏi của trong chương trình QnA hôm nay. Thì sang số tiếp theo mình sẽ trả lời tiếp 8 câu hỏi nữa. Hy vọng rằng anh em có thể nhận được những thông tin hữu ích, những hoài nghi anh em đã được giải tỏa, những gì suy tỏa gọi là những suy nghĩ của anh em đã được giải quyết về những con CPU, những con card, những bộ máy tính, những cái hệ điều hành, vân vân. Thì sắp tới đây thì mình hy vọng rằng là chúng mình sẽ, đó chính là làm một công việc là sửa studio. Thì trong lúc đấy mình sẽ test hết tất cả các CPU luôn, test hết tất cả các CPU 5000, 4000, xong cả 12, 17 các kiểu nữa, để đưa ra được rằng là ok, liệu rằng 7000 có thực sự ngon không, 7000 có thực sự đáng mua không, và đưa ra quyết định cuối cùng để cho anh em có thể đưa ra được lựa chọn mua hàng chuẩn nhất anh em nhá. Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem chương trình này, xem video này, và hẹn gặp anh em tại video tiếp theo nhá.